Chào mừng quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chương trình Kiến thức Nông nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình hôm nay, trước khi đến với phóng sự mô hình nuôi vịt đẻ, mời quý vị và bà con theo dõi phần thông tin nông nghiệp với các nội dung như sau. Đồng bằng sông Cửu Long cần đẩy mạnh chăn nuôi thủy cầm theo hướng an toàn sinh học, chuyển đổi nhanh cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa ở các tỉnh phía Nam. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và bà con nông dân cùng theo dõi. Ở đồng bằng sông Cửu Long, chăn nuôi vịt là nghề truyền thống có từ lâu đời và là khu vực có đàn vịt lớn nhất cả nước với số lượng lên đến hơn 18,6 triệu con. Năm 2012, tại khu vực này, sản lượng thịt vịt hơi đạt trên 164.000 tấn, tăng 3,9%. Riêng lượng trứng vịt muối xuất khẩu là hơn 22,7 triệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2013 là hơn 7 triệu quả. Các tỉnh có đàn vịt lớn nhất vùng là An Giang, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang và Trà Vinh. Mới đây tại An Giang, diễn đàn phát triển chăn nuôi thủy cầm an toàn sinh học do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức. Nhiều ý kiến của các nhà quản lý, các nhà khoa học và người nông dân tại diễn đàn này đã thống nhất đánh giá. Đặc điểm chăn nuôi thủy cầm hiện nay của vùng đồng bằng sông Cửu Long là nuôi thả rong trong sân vườn, ao hồ, vịt chạy đồng. Biện pháp nuôi là tận dụng thức ăn thừa, phụ phẩm trong nông nghiệp làm nguồn thức ăn cho thủy cầm và ít chú ý đến tiêm phòng cho vật nuôi. Cách nuôi trên tuy giá thành thấp nhưng rủi ro cao, dễ mắc bệnh, hiệu quả kinh tế thấp, bấp bênh nên cần được thay đổi và đó là chăn nuôi tại nhà theo mô hình an toàn sinh học. Đây là mô hình chăn nuôi thủy cầm đảm bảo phát triển an toàn và bền vững. Để chuyển đổi theo mô hình này thì vấn đề quan trọng nhất là nhận thức của người chăn nuôi. Do đó, các hộ chăn nuôi thủy cầm cần phải được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, thực hành các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phải tiêm phòng vaccine đầy đủ, phải liên kết giữa chăn nuôi với tiêu thụ thông qua các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ đẩy mạnh nhân rộng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học như mô hình vịt cá lúa kết hợp. Từ đó hạn chế tối đa việc vịt chạy đồng xa, thay vào đó là mô hình vịt chạy đồng gần có kiểm soát và đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới vào mô hình như đưa giống vịt năng suất cao, các sản phẩm xử lý môi trường đạt hiệu quả cao cho người nuôi nhằm hạn chế tối đa dịch cúm gia cầm xảy ra trên địa bàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, xuất khẩu lúa gạo Việt Nam trong thời gian gần đây gặp nhiều khó khăn. Thị trường tiêu thụ thu hẹp, giá gạo xuất khẩu bị giảm. Nghề trồng lúa đang gặp khó khăn về giá bán, thị trường tiêu thụ và còn chịu sức ép cạnh tranh của các nước trong khu vực như Myanmar, Campuchia, Ấn Độ. Trong khi đó, để đáp ứng nhu cầu thức ăn cho chăn nuôi, hàng năm Việt Nam phải nhập khẩu khoảng 1,5 đến 1,6 triệu tấn bắp, 2,4 triệu tấn khô dầu đậu nành và 600.000 tấn hạt đậu nành cũng như một số nguyên liệu khác để chế biến thức ăn chăn nuôi. Chính vì vậy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả nhằm đạt được năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người sản xuất là việc làm thiết thực cho ngành sản xuất nông nghiệp cả nước nói chung. Mới đây, tại hội nghị chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại các tỉnh Nam Bộ, các đại biểu đã có nhiều ý kiến cho rằng cây bắp và cây đậu nành đã được trồng nhiều ở các tỉnh Nam Bộ và đã cho hiệu quả cao. Đối với cây đậu nành tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, định hướng chiến lược phát triển trên đất lúa, canh tác một vụ đậu nành luân canh sau vụ lúa đông xuân. Trồng luân canh đậu nành với lúa sẽ cắt đứt nguồn lây lan của dịch bệnh trên lúa, đặc biệt là rầy nâu, góp phần tăng năng suất cây lúa, hạn chế cỏ dại, cải tạo đất, giảm chi phí phân bón, nhất là phân đạm, tăng thêm hiệu quả kinh tế sản xuất lúa. Khuyến cáo cơ cấu cây trồng vùng đồng bằng sông Cửu Long sau chuyển đổi sẽ duy trì diện tích sản xuất toàn vùng khoảng 100.000 hectare bắp, năng suất 55 tạ 1 hectare, sản lượng hàng năm ổn định 550.000 tấn. Riêng cây đậu nành, phấn đấu đến năm 2020, cả nước đạt 350.000 hectare, với sản lượng khoảng 700.000 tấn. Để thực hiện chỉ tiêu nêu trên, các doanh nghiệp nhà nước cần quan tâm hơn nữa việc tham gia liên kết với vùng sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Long An là tỉnh có nền nông nghiệp phát triển, trong đó nuôi vịt là nghề truyền thống có từ lâu đời. Hiện nay, toàn tỉnh có nhiều cơ sở chăn nuôi được đầu tư khá hoàn chỉnh cả về chuồng trại và kỹ thuật,
nhất là khâu tiêm phòng định kỳ nên mang lại hiệu quả cao. Đây là trang trại nuôi vịt đẻ của anh Võ Văn Lạc ở xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Trang trại này có diện tích 13.000 m², được thiết kế 4 ao nuôi và 13 chuồng trại. Xung quanh được rào chắn kiên cố và các lối đi thì được tráng xi măng nên rất sạch sẽ. Chính vì vậy mà nhiều năm liền trang trại này chăn nuôi cho hiệu quả cao. Chủ trại, anh Võ Văn Lạc bắt đầu nghề nuôi vịt từ năm 1976. Lúc đó là nuôi vịt chạy đồng. Nơi nào có ruộng lúa vừa thu hoạch xong là nơi đó có đàn vịt của anh Lạc. Ban đầu chỉ có khoảng 1.000 con rồi sau đó tăng dần, có thời điểm lên đến 3.000 con. Nuôi vịt chạy đồng là một nghề khó khăn, gian khổ nhưng lợi nhuận lại không cao, nên đã khiến cho nhiều người phải bỏ cuộc, chuyển sang hình thức chăn nuôi khác, và anh Lạc cũng không là ngoại lệ. Hồi xưa tôi nuôi chạy đồng, nuôi cũng chạy tùm lum hết rồi, có khi Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương. Sao rồi thấy nuôi chạy đồng cực khổ quá mà hiệu quả không cao, thôi về nhà làm trại nuôi. Bắt đầu năm 1995, anh Lạc chuyển sang nuôi vịt đẻ tại nhà với quy mô 700 con vịt giống. Do nuôi theo truyền thống là chính nên anh không chú ý nhiều đến khâu vệ sinh chuồng trại và môi trường xung quanh, nhất là khâu tiêm phòng định kỳ không được thực hiện triệt để nên rủi ro luôn rình rập. Công việc làm ăn đang xuôi chèo mát máy thì đến năm 2003, dịch cúm gia cầm xảy ra, làm cho đàn vịt anh Lạc thiệt hại 1.500 con và công việc làm ăn có thâm niên gần 30 năm phải xem xét, tính toán lại. Bởi lẽ lúc này, dịch cúm gia cầm bùng phát mạnh, rất ít người chịu nuôi, vì thế mà vịt con ấp nở ra không có người mua. Sau sự cố nói trên, được cán bộ thú y tư vấn, được cơ quan chức năng tổ chức đi tham quan học tập các mô hình nuôi vịt theo hướng an toàn sinh học thành công. Có được kiến thức, anh Lạc liền bắt tay vào thực hiện với một quyết tâm rất cao, tiếp tục nuôi vịt đẻ tại nhà với hình thức mới và khâu vệ sinh phòng dịch được đặt lên hàng đầu. Khi mà nuôi thành công đó, thì cái bí quyết của anh để nuôi vịt thành công là như thế nào ạ? Thì từ năm 95 tôi mới bắt đầu nuôi trang trại. Chạy đồng thấy mệt mỏi quá về nuôi trang trại. Thì tới năm 2003 thì cũng có khi bị sự cố, cũng thỉnh thoảng ít thôi. Rồi bắt đầu 2004 trở lên thì nuôi tới nay thì đạt hiệu quả, ít dịch bệnh, ít tốn công sức, rồi đạt theo yêu cầu. Trước nhất là mình vệ sinh chuồng trại, rồi tiêm phòng đầy đủ thì nó không xảy ra dịch bệnh. Hiện nay đàn vịt đẻ của anh có khoảng 1.500 con đang cho trứng đều, mỗi ngày trên 800 trứng. Sau khi tuyển lựa kỹ càng thì còn trên 600 trứng. Nhằm tạo hiệu quả cao, anh Lạc đã đầu tư 5 máy ấp trứng. Cứ khoảng 6 ngày thì cơ sở của anh Lạc cho xuất chuồng một lứa vịt con và một tháng là 5 lứa, khoảng 18.000 con vịt giống. Sau khi trừ đi chi phí, anh còn lãi khoảng 60 triệu đồng. Hiện nay, dịch thịt có giá cao nên người nuôi cũng nhiều. Chính vì vậy mà nguồn cung không đủ cầu. Anh Lạc cho biết, hiện tại, mỗi con vịt giống có giá bán rất cao từ 18 đến 19 ngàn đồng nên lợi nhuận cũng cao hơn. Ngoài ra, mỗi năm từ 10.000 m² ao nuôi vịt được tận dụng nuôi cá cho thu hoạch 10 tấn cá các loại. Số tiền thu về cũng được 150 triệu đồng. Anh Lạc cho biết thêm, để nuôi vịt đẻ thành công, ngoài các yếu tố như xây dựng chuồng trại đúng cách, tiêm ngừa dịch bệnh đúng định kỳ thì một yếu tố quan trọng nữa là vốn. Quá trình nuôi một con vịt giống từ lúc mới nở cho đến khi rớt hộp phải mất 7 tháng ròng và số tiền đầu tư vào đó khoảng 400.000 đồng. Xin ông có vài lời nhận xét về cái mô hình chăn nuôi vịt của trang trại Tư Lạc ạ. Trong cái phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh, người chăn nuôi hiện tại đối mặt với một vấn đề tình hình dịch bệnh. Để chăn nuôi mà bền vững trong thời gian dài thì bà con nên áp dụng cái chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Riêng cái trại của anh Tư Lạc ở Tân Trụ thì qua một thời gian áp dụng cái phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học và tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine thì tình hình kiểm tra tình hình cái đàn dịch thì rất ổn định và phát triển đồng đều.
đem lại cái hiệu quả cao hơn trong so với là cái chăn nuôi bình thường. Thì trong thời gian sắp tới, tất cả người chăn nuôi nên áp dụng cái phương pháp an toàn sinh học. Tại vì phương pháp an toàn sinh học là một trong những phương là cái hàng rào phòng vệ thứ nhất để mà phòng chống dịch bệnh, trong đó tiêm phòng và là cái hàng rào phòng vệ thứ hai. Nếu bà con chăn nuôi muốn bền vững và đem lại hiệu quả cao nên cần thực hiện áp dụng cái phương pháp này. Hiện nay đàn vịt của tỉnh Long An có khoảng trên 2 triệu con, được nuôi hầu hết ở các địa phương trong tỉnh, trong đó nhiều nhất là ở huyện Tân Trụ trên 400.000 con và huyện Thủ Thừa gần 390.000 con. Phần lớn được nuôi theo phương pháp truyền thống, chỉ có khoảng trên 10% là được nuôi theo mô hình an toàn vệ sinh dịch bệnh và an toàn sinh học. Thì cho tới nay thì dự kiến khoảng trên 2 triệu con. Trong đó thì chủ yếu là vịt thịt và vịt đẻ. Ngoài ra có một số cơ sở chăn nuôi vịt giống. Thì hiện nay là qua theo dõi tình hình thì chúng ta thấy là hiện nay là cái tình hình chăn nuôi vịt ở Long An thì cũng đã được cải thiện tương đối nhiều. Đặc biệt là cái khâu an toàn dịch bệnh. Trong những năm qua thì Chi cục Thú y và phối hợp với dự án Bài Hiếp đã tổ chức nhiều các đợt tập huấn về chăn nuôi an toàn sinh học cho bà con, trong đó có chăn nuôi vịt. Tuy nhiên qua theo dõi thì thấy cho tới nay cái tỷ lệ các hộ mà tham gia các cái chương trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh chỉ chiếm từ 10-15%. Còn lại hầu hết bà con ta vẫn là chăn nuôi theo cái quảng canh, có nghĩa là nuôi theo cái tức là kinh nghiệm là chính, ít áp dụng các cái khoa học kỹ thuật vào trong chăn nuôi. Chính vì vậy mà cái tỷ lệ vịt chết trong quá trình nuôi vẫn còn chiếm cao, và cái nguy cơ dịch bệnh thì vẫn còn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Và theo chúng tôi là những người thú y thì như vậy là qua theo dõi và đánh giá thì thấy là hiện nay để chăn nuôi có hiệu quả thì bà con phải áp dụng cái biện pháp chăn nuôi an toàn về dịch bệnh, an toàn về sinh học, trong đó an toàn về các nội dung, thứ nhất về con giống, thứ hai về thức ăn, thứ ba về vệ sinh chuồng trại, và thứ tư là công tác tiêm phòng thường xuyên. Đấy. Và như vậy là nếu mà bà con mà thực hiện tốt được cái đó thì chúng tôi nghĩ rằng là cái quá trình nuôi vịt sẽ có nhiều các cái sẽ đạt được cái hiệu quả cao. Nuôi vịt là một nghề đã có từ lâu trên đất Long An. Nghề này đã mang lại thu nhập cho rất nhiều hộ nông dân, và có một thời nó được xem là nghề để xóa đói giảm nghèo. Nếu được đầu tư đúng mức và nuôi theo phương pháp an toàn sinh học hoặc an toàn vệ sinh dịch bệnh thì đây cũng là nghề giúp người nông dân làm giàu. Chương trình Kiến thức Nông nghiệp tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.